Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sương mù mù mịt. Mình sẽ đi vào một nhà dân và mình xem thì gắp bếp của dân như nào nhé. Xin mời mọi người cùng mình đi nhá. Đi thôi nào. Mới đi một đoạn. Mới đi một đoạn. Trên à? Vùng cao thì rất là sương mù nha mọi người. Ok. Rồi, đến cửa rồi. A Su. Nhà mình thì rất là nhiều lỗ nha mọi người. Đây, thì sấy gấp bếp của nhà mình đây nha mọi người. Hơi tối. Rất chỉ là tối luôn. Ôi giời. Đấy. Bếp củi đây. Treo trên bếp củi này nha mọi người. Như này thì ăn sẽ rất chi là ngon. Ngon hơn là thịt lợn để tủ nha mọi người. Đây, con gái trẻ đây. Đây là thịt gắp bếp của dân này mà. Người dân ở trên vùng cao thì sẽ không có tủ lạnh các thứ, nên là họ chỉ treo như này để lâu ấy, mọi người. Mình chỉ quay như vậy cho tất cả mọi người cùng khám phá bản những người dân tộc ở trên vùng cao. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình và ủng hộ mình và cùng mình khám phá những bản trên vùng cao tiếp theo nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người sau nha.